Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là Van Persie phiên bản CC. Điểm nổi bật nhất của cầu thủ người Hà Lan là khả năng săn bàn ấn tượng. Phần lớn các tình huống mà cơ hội mở ra trước mặt Van Persie, anh đều có thể tận dụng được. Bởi tiền đạo người Hà Lan sổ một chân trái rất ngoan, trong mỗi khi dứt điểm luôn có đủ sự hiểm hóc. Hai kiểu dứt điểm mà mình thường dùng với Van Persie là D và ZD, cộng thêm với lực sút tốt nên GK thường đành phải bó tay. Nhưng nếu dứt điểm bằng chân không thuận, anh em sẽ cần phải nắng nóng một chút, bởi nó có phần kém ổn định hơn khi so với chân trái. Khả năng chọn vị trí để nhận đường truyền hay chọc khe từ đồng đội của Persie cũng là khá tốt, giúp Van Persie có nhiều thời cơ thuận lợi để xé lưới đối thủ. Không chiến cũng là điểm mạnh của cựu sao Arsenal, chỉ cần tạt đúng vào cái đầu của Van Persie là bàn thắng sẽ tới. Nhưng khác với những tình huống di chuyển phối hợp thông thường, khả năng tự chạy chỗ tách người của Van Persie khi đón chờ những quả tạt là không quá tốt. Anh không mấy thường xuyên chủ động di chuyển về góc xa nên đôi khi cũng hơi khó tạt vào cho Persie. Về mặt tốc độ, đây không phải là điểm mạnh của Van Persie, dù cho có một vài tình huống chủ động di chuyển sớm, phần nào đó anh vẫn thoát đi được. Nhưng nhìn một cách tổng thể, để chơi tốt được Persie, anh em còn thuộc hệ chơi băng bật, cũng như xây dựng một hàng tiền vệ có khả năng móc bóng chất lượng để bổ trợ cho Persie. Ngoài ra tiền đạo người Hà Lan cũng hạn chế trong khả năng xoay sở, ở những tình huống thoáng thì phần nào anh vẫn xoay sở ổn, nhưng với không gian hẹp, anh em nên xử lý đơn giản và thật nhanh. Về mặt tranh chấp, Van Persie luôn tỏ ra rất khó chịu khi anh có lợi thế vượt lên trước. Nhờ có lợi thế về mặt thể hình nên những pha đè xê che bóng của anh thường rất chắc. Nhưng còn ở những tình huống tranh chấp ngang vai thì có phần hơi hên xui, bởi với cân nặng chỉ 71kg nên tranh chấp ngang vai thường không mấy ổn định. Khả năng truyền giọt của Persie khá tốt, nhiều tình huống tiền đạo người Hà Lan thả bóng rất hay tới góc độ băng lên dứt điểm, với nhãn qua không khác như một tiền vệ. Bóng đi vừa tầm với đà di chuyển của đồng đội nên không làm mất nhịp lên bóng. Vì vậy như đã đề cập ở đầu video, Persie sẽ phù hợp với những anh em thích chơi băng bật hơn. Tổng kết lại, đây là phiên bản mùa thường tốt nhất của Van Persie. Nếu thích, anh em có thể đầu tư nâng cấp lên phiên bản này. Tuy vậy theo mình, với một số hạn chế về mặt tốc độ cũng như khả năng xoay sở, nên ở mức rank càng cao sẽ càng khó sử dụng Van Persie. Và đó là bài review của mình về Rubin Van Persie phiên bản CC. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn subscribe để kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.